Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh. Nay mình đem bạn gà này đi luyện đấy. Lúc này là đang là 10 giờ này, nó cũng trời cũng hơi nắng. Tại vì mình tranh thủ đi lượm điều á. Này điều này đây có một bạn gà tơ chưa ra rừng lần nào luôn á, lần đầu tiên này. Còn bạn này thì đã luyện rồi, đã bắt bổi rồi nhé, cho nên bạn ấy thả ra là bạn ấy đi cánh và gáy rất là nhiều, mặc dù trời rất là nắng. Đó, bạn này không biết mệt luôn á. Đó, bạn này thì không không bàn nữa rồi. Bạn này bạn số 1, bạn này bạn số 2 này. Cái bạn này thì tơ lắm, tơ mới tơ tơ rói luôn. Lần đầu tiên ra rừng á. Ở nhà thì bạn ấy gáy rất là nhiều và rất là chịu gáy và đuổi theo mái rất là tít, nhưng mà chắc lần đầu ra rừng nên còn còn bỡ ngỡ đó, vì hai bạn này cũng chưa chưa gặp mặt nhau lần nào, cho nên mình muốn đem bạn tơ này theo để cho bạn ấy quen dần với khung cảnh rừng. Chắc bạn này gáy nhiều quá nên bạn ấy cũng bạn kia có vẻ hơi 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 chùn, tức là hơi 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 nhát. Bạn này thì quá tuyệt rồi nhỉ, nói làm gì nữa, lại chắc tầm 9 lạng các bạn, chân cao người nhỏ đó, đi cánh rất là mạnh là tốt. Bạn này chắc phải đi 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 rừng, bạn gà tơ này chắc phải đi rừng thêm mấy bữa nữa thì bắt đầu mới mới quen được. Chứ một 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 ngày thì chắc chưa chưa quen được đâu. Và đặc biệt là phải cho giao lưu ở trong 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 rừng nữa, trong vườn nữa. Thì khi các bạn ấy gặp bổi hoặc là gặp gà mái các thứ thì các bạn mới 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 dám giao lưu. Đấy, vẫn còn đang ngó lên ngó xuống này. Đó, vẫn còn bỡ ngỡ. Dây ở chân còn bạn còn chưa quen lắm mà bạn cứ đòi rứt 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 ra. Một số người cứ hỏi tại sao cái mồng nó to ấy, cái tai nó con gà nó to ấy. Là các bạn biết sao không? Bởi vì nếu nuôi nhốt á, nuôi nhốt cho nên bao giờ nó cũng cũng phát triển, tức mà nếu ở ngoài ấy, thì nó chạy nhảy rồi, chạy nhảy và đạp mái thì cái mồng nó sẽ không không phát triển và chân tay nó cũng phát triển, cho nên cái mồng nó nhỏ. Còn nếu mà nuôi nhốt thì nó sẽ ít vận động á, ít vận động và ít đạp mái, cho nên nó sẽ cái mồng nó sẽ rất là to. Nói chung là mồng to thì không có ảnh hưởng gì đâu. Một số người thích mồng nhỏ thì đấy là gà thả ra ngoài rồi hoặc là gà ép.
ép hoặc cả rặc cũng vậy thôi, nếu mà chúng ta nuôi nhốt nhiều thì nó cũng cũng cái mồng nó cũng to lắm. Thấy quả điều rớt nữa cơ, là bạn này bạn cũng cũng đứng lại bạn ngó, mới bẻ đầu cựa đó. Khi bắt đầu các bạn này bắt đầu chạy theo mái này và gáy nhiều này giờ thì mình mới bắt đầu mình tách ra và mình bắt đầu cho trong trong cái lồng riêng để cho các bạn ấy thuần, các bạn ấy dần. Khi đã dạn một chút rồi thì mình mới tiến hành cho cái dây vào chân để cho các bạn ấy quen dần. Và quen dây rồi thì chúng ta mới đi cho ra rừng. Đó. Quy trình thì nhìn chung là cũng 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 nhanh thôi. Nếu mà gà ép ép càng cao thì luyện càng nhanh các bạn. Còn đối với gà F1, F2 thì muốn chơi cứng thì phải sang mùa thứ hai. Bởi vì mùa thứ nhất là nó chưa chưa được thuần hẳn đâu. Muốn chơi cứng thì phải sang mùa thứ hai chơi mới cứng được. Bạn này hầu như là gáy lúc nào cũng vỗ cánh hết đấy. Và để chăm con gà lông nó mượt và màu đỏ thì các bạn hay nên nên phơi nắng vào lúc 8 giờ sáng, sáng 7 8 giờ và chiều lúc 3 4 5 giờ chiều trời nắng dịu thì chúng ta mới phơi nắng cái đó. Và nếu chúng ta có chuồng tức là cái bội bội úp riêng á và che thì càng tốt. Bởi vì nếu mà đúng gần nhau là chúng hay chạm mỏ nhau á. Cho nên sẽ xảy sức khuôn mặt của các bạn ấy không tốt. Đó là một số cách để chăm con gà mồi mà và cũng như là những dòng gà mà nó là trống á, dùng để đi giao lưu á thì chúng ta nên chăm sóc kỹ một chút. Và đặc biệt là phải rửa mặt bằng nước ấm pha với một chút muối loãng để nó không bị gọi là cái miệng nó không bị lở loét và cái màu nó không bị mốc á. Đôi của mình nhiều gà quá nên đôi khi mình cũng không không làm xuể hết được. Nhưng mà con nào mà chăm là mình chăm rất kỹ. Nó bắt đầu quen và nhặt cỏ đây, chắc chỉ 2 3 bữa thôi là bạn ấy sẽ ra rừng và gà gáy thôi. Một số bạn hỏi mua gà mồi mà có gà mồi 200 300 không á thì chắc không có gà đó đâu, bởi vì luyện con gà các bạn cũng biết rồi đấy, cũng cả 2 tuần 3 tuần thậm chí là cả tháng trời á mới mới được một con gà. Nếu mà tính thời gian công sức bỏ đấy thì mấy trăm nghìn thì chắc là cũng không không là cái gì đâu. Tại vì gà tơ mới tập gáy là người ta đã bán 400 500 nghìn một con rồi. Tại vì gà gà rừng á thì nó cũng nhìn chung là cũng khó nuôi nên giá nó vẫn còn cao. Và đặc biệt là gà mồi nó thì nó luyện thì nó cũng 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 khá là vất vả, cho nên
nếu mà 200-300 thì không 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 bỏ cái công sức người ta bỏ ra đâu các bạn ạ. Mới nuôi được con gà 5-6 tháng chờ để nó gáy cũng đã gian lan rồi. Bạn này tốc mái rất là tốt. Nó một số ý kiến của mình về cách chăm sóc gà mồi và luyện gà mồi tơ. Anh em mà có ý kiến thì bình luận ở dưới nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video khác cùng nhau chia sẻ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.